Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh du lịch của Thành Lê USA nhé. Kênh của mình chủ yếu là có hai chủ đề chính đó là thời sự chuyên về nước Mỹ cũng như là du lịch hàng ngày đều có video thành ra là bữa nay mình sẽ thời sự với mọi người một chủ đề nóng bỏng nữa đó là liên liên nguyên quan tới bầu cử Mỹ. Cả như như mọi người mà có xem tin tức nếu không phải mọi người xem quá nhiều video về uh, dịch bệnh thì mọi người sẽ thấy bữa nay là Super Tuesday tức là ngày siêu thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 22, 2020. Ngày 3 tháng 3 năm 2020 này nó là một ngày rất đặc biệt. Tại vì bữa nay có 14 tiểu bang đi bầu cử với hàng triệu người sẽ đi uh, tới các điểm bầu ở trên 14 tiểu bang để mà bỏ phiếu cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ còn lại. Hiện giờ là, là, là ông Joe Biden, ông Bernie Sanders, ông Mike Bloomberg với còn bà Elizabeth Warren là bốn người còn lại trong cuộc chơi còn như là đã bỏ cuộc hết rồi kể như sau cái vụ bầu cử hồi uh, cuối tuần vừa rồi ở South Carolina thì ông uh, PPG với bà Amy Klobuchar hai người đó đã bỏ cuộc và hiện giờ hai người đó đã lên tiếng ủng hộ ông Joe Biden nhưng mà nói tới cái vụ bầu cử vào ngày 3 tháng 3 năm 2020 này thì mình xin cũng xin là bắt qua một cái chủ đề mà mọi người rất là quan tâm hiện nay đó là chủ đề về dịch bệnh kể như là nếu mà mọi người xem tin tức thì sẽ có rất là nhiều bản thông tin mà làm người, mọi người quan mang à, <laughs> Quan mang ở chỗ là Mọi người sẽ thấy một số hình ảnh video Chủ yếu trên Facebook, Youtube với một số báo đài đưa tin ở những cái nơi mà đại khái là có thể gọi là cộng đồng đông như là Nam Cali Hay là một số thành phố lớn khác Là người ta đi uh, sắp hàng mua Hàng dơ đồng hồ và mua sạch bách hết nào là nước, uh, gạo, uh, giấy toilet đồ ở mấy, ở mấy cái chỗ bán uh, lớn như là Costco, Walmart rồi đó vậy nhưng mà cái sự thật là những cái nơi đó mọi người nên nhớ là nó chỉ là một phần nho nhỏ của nước mỹ thôi mọi người nên nhớ nước mỹ là một đất nước hơn 330 triệu dân nó rất là lớn với hơn diện tích là hơn 9 triệu mấy trăm ngàn cái số vuông nó rất là lớn nó lớn hơn tới cả ba chục lần nước việt nam lận thành ra nó rất là lớn à, thành ra những cái nơi đó đầu mỹ là có người quản lộn quản sợ đồ này kia nhưng mà nó không có đến nỗi là Quá lên giống như là uh, những cái người câu view ở trên mạng uh, youtube facebook hay là một số báo uh, trong nước uh, đưa tin là người dân mỹ đã hoang mang hoảng loạn đi mua đồ tích chữ đồ này kia mọi người nên nhớ là nếu mà chúng ta đi học thống kê đồ này kia chúng ta phải nên nhớ là một tỷ lệ nhỏ nó không có đáng kể lắm à. đầu bằng chứng là mọi người thấy bữa nay là super Tuesday có hàng triệu người đi bầu á đó. À ở 14 tiểu bang bữa nay nó nè nó đây đây cho mọi người cập nhật luôn ha bữa nay là có hàng triệu người ở trên 14 tiểu bang trong đó có uh, bao gồm các bang lớn như là Texas, uh, California, uh, Florida đại khái là những cái bang mà mọi người uh, người ta đang đưa tin đồn đãi là người ta đang mua đồ tích chữ đó, đó. hay là người ta đồn đãi là những cái người dân ở bang đó sợ không dám ra đường đó. thì mọi người, uh, mình muốn uh, cho mọi người biết là cái đó chỉ là cái số lượng rất là nhỏ trong thành phần dân số thôi dĩ nhiên người nào họ sợ họ có không nghe được hoặc là họ tích chữ chắc họ không được nhưng mà nó không có đến hỏi là làm xáo trộn xã hội không mọi người nếu mọi người thấy coi tivi thì mọi người thấy là trên nước mỹ này hiện giờ chỉ có cỡ 100 ngoài ở trong có thể gọi là một, hơn 100 ca bị nhiễm bệnh cho so với một xã hội ba trăm mấy chục triệu người thì nó rất là nhỏ À, đồng ý nó cũng nguy hiểm nó hoàn toàn có khả năng lấy làm nước mỹ này bùng nổ dịch bệnh giống như là bên hàn quốc bên ý hay là bên Iran, uh, bên trung quốc đều chẳng hạn nhưng mà khả năng nó rất là thấp nó thấp ở chỗ là nước mỹ này à. hầu như tất cả các trường hợp đó, họ đều được phát hiện và cách ly kịp thời hầu như mọi người biết là những cái trường hợp nước mỹ này đâu là mới đầu là được do di tản chủ yếu là bên uh, vũ hán bên chiếc ở bên uh, cách ly bên nhật đem về mỹ thành ra họ sau đó họ phát bệnh là thành ra là trong cái quá trình mà họ mang một bệnh họ được phát hiện họ đều được cách ly sẵn này sau đó họ có triệu chứng là họ được đưa vô khu vực cách ly luôn thành ra rất hiếm để có cơ hội để cho mấy người đó đi ra ngoài mà lây lan phơi nhiễm cho hàng ngàn hàng vạn người khác giống như mấy chỗ kia không? còn những cái trường hợp mà có tử vong như là bên qua tiểu bang washington không gài mọi người mà xôn xao lên á là nó sao nó chỉ nó cho tập trung chủ yếu là ở cái diện dưỡng lão à, tại khai là cái diện dưỡng lão trước tiên là những người trong diện dưỡng lão thì mọi người đã biết rồi những uh, uh, ông bà lớn tuổi, không uh, chủ ở yếu là bảy tám tuổi gì đó lớn tuổi, uh, sức khỏe chưa yếu sẵn rồi, chưa kể có bệnh trong người nữa, thành ra khi mà bị virus nó dập uh, thì cơ thể ông bà đã chịu không nổi thì uh, những người đó đã, đã tự vong vì bệnh uh, cúm mới này, không uh, nhưng mà mọi người nên nhớ là cái đa số những cái người bệnh nhiễm bệnh trên đời này á là hầu như là nó không ảnh hưởng nhiều. Tại đồng ý là nó cũng nguy hiểm, nó hoàn toàn có khả năng gây tử vong cho những người khỏe mạnh, nữa. nhưng mà cái khả năng nó rất thấp. mọi người nên nhớ là là làm việc khoa học là người ta tính là khả năng cái sát sức nó rất là thấp có rất 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 nhiều người á, họ bị bệnh không? nhưng mà cái triệu chứng họ hầu như là không có và sau đó cơ thể hoàn toàn bình phục luôn thành ra là à, theo mấy cái thống kê nó không có biết họ là ai hết không? còn những cái trường hợp mà người ta xác nhận á, là khi đó là người ta đã bị bệnh không? sau đó là họ mới đi khám bệnh không? hoặc là họ bị phát hiện ra là bị nóng sốt khó thở như đồ này kia thì khi đó họ mới bị đưa đi cách ly và bị xét nghiệm thêm thì khi đó thế những cái uh, cơ quan uh, y tế này kia bệnh viện bác sĩ đó họ mới phát hiện ra những cái người đó bị bệnh. Đúng không còn có rất nhiều trường hợp khác là họ cũng có thể là bị bệnh nhưng mà cơ thể họ nó uh, kèm lại được thành ra là họ có triệu chứng rất là nhẹ. và sau đó là họ tự khôi phục thành ra là họ ngay từ đầu họ đâu có đi khám chữa gì đâu thành ra đâu có ai biết là những cái người đó bị bệnh. Thành ra thành ra là con số bệnh nó có thể là nhiều hơn là con số đó là lý do tại sao mà nước ở nước mỹ giờ trên thế giới cái số người mà thật sự bị nhiễm bệnh nó có thể là nhiều hơn những con số đã được xác minh nữa mọi người nên phân biệt không? trên thế giới nó có hai con số bây giờ đó là những cái confirmed cases tức là những cái số người bệnh đã được xác minh là họ đã bệnh sau khi kia, xét nghiệm đồ này kia hmm. còn những cái trường hàng ngàn dạng trường hợp khác là nghi bệnh đó vậy cũng có có thể là có hàng ngàn dạng trường hợp khác mà không ai biết mặc dù họ cũng có thể bị bệnh đó nhưng mà bỏ qua vấn đề đó đi Bữa nay là một ngày uh, Super Tuesday Tại vì trên nước Mỹ này bữa nay là một ngày bầu cử Và cái quan trọng nữa đó <laughs> Và cái ngày bờ Super Tuesday này nó quan trọng là như mọi người thấy nè Bữa nay 14 tiểu bang nó có tổng cộng là 1.300 uh, phiếu đại biểu à, không như lại nếu Dĩ nhiên là không có chuyện mà ông Joe Biden hay là ông Bernie Sanders gì mà thắng hết ở 14 tiểu bang đó Đại khái là ai mà thắng trên 15% ở bất cứ tiểu bang này thì họ sẽ được chia phiếu đại biểu thay cái tỷ lệ phần trăm mà họ thắng thành ra ai cũng sẽ được vài phiếu đại biểu hết nhưng mà không ai thắng hết 1.300 phiếu đại biểu đại khai sau đêm nay mỗi một ông ông nào thắng đậm thì có thể được vài trăm phiếu đại biểu ông nào thắng ít thì cũng có thể được một hai trăm phiếu đại biểu gì đó nhưng mà nói chung cũng có chứ không có ai mà sẽ thắng 1.300 phiếu đại biểu và con số 1.300 phiếu đại biểu này nó quan trọng nữa là tại vì để mà được thắng làm đại diện đảng dân chủ ra để mà ứng cử cho tổng thống Trump vào cuối năm một vào cuối vào tháng 11 năm 2020 thì cái người ứng cử viên đó họ phải thắng được 1.991 phiếu đại biểu tức là đồng nghĩa với họ họ và sau đêm nay kể như 14 tiểu bang nó sẽ bầu cỡ ra là 1.300 phiếu đại biểu tức là chỉ cần một người nào thắng đậm đêm nay là họ là lập tức họ sẽ có được cỡ năm sáu phiếu đại biểu đó tức là ông, nếu mà ông Joe Biden hay ông Bernie Sanders nào mà thắng đậm đêm nay đó, họ sẽ có được năm sáu phiếu đại biểu tức là họ đã coi như họ đã đi được cỡ một phần ba quãng đường này đó <laughs> là họ chỉ cần thắng thêm một phần ba quãng đường nữa ở mấy chục tiểu bang còn lại là họ sẽ được làm đại diện đảng Dân Chủ để mà cuối năm đấu với Tổng thống Trump Thành ra bữa nay, thành ra là hởm gài Mặc dù là dịch bệnh khắp nơi trên thế giới, không nhưng mà trên nước Mỹ này á Mọi thứ nó vẫn, coi như là vẫn bình Nghĩa như là diễn như là sẽ có trong xã hội có rất nhiều người thì sẽ có rất nhiều người người ta quản sợ, người ta gọi là đồn thổi người ta quảng sợ người ta lo lắng rồi này kia nhưng mà chung quy nguyên cái xã hội mỹ này á người ta không có quýnh quán lên như là cái tin đồn phải không mọi thứ vẫn bình thường người đi làm vẫn đi làm người đi học vẫn đi học không người đi tranh cử vẫn đi tranh cử không và người đi bầu cử thì vẫn đi bầu cử ha mọi thứ nó vẫn uh, rất là bình thường không không có phải là gói tung lên hết thành ra <laughs> những cái tin đồn đó chủ những cái sự mà quảng hốt mà mua đồ dịch chữ này kia nó chủ yếu là nó xuất phát từ cái cái tâm lý tâm lý mà chủ yếu là tâm lý tâm lý của người châu á sẵn tại vì ở bên châu á là Như bên châu âu là dịch bệnh nó đang hoành hành ở hai bên đó thành ra người ta mang cái tâm lý đó thành ra người ta lo vậy thôi mà lo vậy cũng ok không gì hết không cái như là lo vậy nhiều khi nó cũng tốt thôi không có không vấn đề gì hết nhưng mà nếu mà không có mua đồ dịch chữ thì cũng không nhầm gì đâu không? thôi video đã dài rồi. Hy, uh, hy vọng uh, cô chú anh chị và các bạn uh, thích video của mình và có thể bấm subscribe cũng như là like share ủng hộ dùng kênh mình nhé thank you bye bye